Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Năm ngày 27 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin tại Việt Nam, gian lận học thuật là ngành kinh doanh rất lớn. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, các đại học, học viện, trường đại học và đào tạo trình độ đại học có 78.250 giảng viên, trong đó có 679 giáo sư, 4.831 phó giáo sư, 17.035 tiến sĩ, 46.251 thạc sĩ và 9.500 trường đại học. Tuy nhiên, rất nhiều lời đã than phiền rằng các sáng chế phát minh lại để chỉ đến từ những anh hài lúa, nhà quê học chưa hết lớp 12 và rằng những lò ấp tiến sĩ chủ yếu tạo ra những sản phẩm dở, thậm chí cả những người đã học ở nước ngoài. Bài viết tại Việt Nam gian lận học thuật là ngành kinh doanh lớn đã được đăng tải trên trang ASEAN xem thêm và được thân hữu Việt Studio chuyển ngữ mô tả trong thị trường biết thuê, luận án, bài tập đang nở rộ như thế nào trong nước. Lúc 4 giờ sáng tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây, một phụ nữ tự xưng là Nguyễn đã cố gắng để không đánh thức đứa con trai sơ sinh. Cô đang có một bài thi trực tuyến môn kinh doanh căn bản ở Úc phải làm trong một giờ nữa. Không phải buổi thi của cô, chỉ là bài kiểm tra cuối khóa mà cô được thuê làm. Đây là hình ảnh biếm họa trên báo Tuổi Trẻ cười về sự lạm phát tiến sĩ với những đề tài nghiên cứu vô bổ và ngớ ngẩn. Trong một giờ, một người lạ sẽ sao chép các câu hỏi của đề thi vào một văn bản Google Doc và gửi cho cô. Nguyễn có 2 tiếng rưỡi đồng hồ để làm bài và gửi lại câu trả lời. Nguyễn là một trong những đội quân viết thuê đang biến trò gian lận học thuật thành một ngành kinh doanh lớn ở Việt Nam, vượt xa những hành vi gian lận và hối lộ thông thường. Và nhờ phép thuật toán điện tử của Internet, gian lận học thuật đã vượt ra ngoài biên giới ở Việt Nam, không chỉ đến Úc mà còn đến với Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và rất nhiều nơi khác, nơi sinh viên và học giả thích móc ví trả tiền hơn là trong đèn học tập, nơi sinh viên yếu kỹ năng ngôn ngữ nhưng có cha mẹ rất giàu. Thuê người khác viết hộ một bài báo hoặc một luận án sao cho có vẻ thực là chuyện dễ và gần như chắc ăn, nhưng không hề rẻ. Báo chí Việt Nam gần đây đưa tin thị trường mua bán chất xám sôi động chưa từng thấy. Có thông tin rằng những người đã tốt nghiệp tiến sĩ nhưng khó kiếm sống bằng công việc của nhà nghiên cứu tại các cơ sở công lập đang ngày càng chuyển sang nghề viết thuê. Khách hàng sẽ trả từ 1.000 cho đến 9.000 đô la Mỹ cho một bài báo được đăng trên một tạp chí học thuật. Tất nhiên, gian lận không phải chỉ có ở Việt Nam, tôi thường nghe nói rằng ở Trung Quốc còn tệ hơn rất nhiều. Như một bài báo của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ chỉ ra, chuyện quá thường xuyên là sinh viên đến Hoa Kỳ học tập mà không hiểu gì về đạo văn và cách tránh sử dụng các tác phẩm của người khác. Theo Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Wordrent, tỷ lệ sinh viên Trung Quốc bị trục xuất vì không trung thực trong học tập và đạo văn đã tăng lên hàng năm, đạt tới 33,5% vào năm 2017. Cô Nguyễn đã đọc lướt qua cuốn sách giáo khoa và tất cả các sách và học sinh cô gửi cho qua người đại diện trên mạng trực tuyến cho cô. Vì thời gian gấp rút nên cô được trả tiền gấp đôi mức thông thường. Khách hàng còn hứa rằng sẽ có thêm tiền thưởng nếu anh ta đạt trên 75 trên 100 điểm trở lên. Đây là hình ảnh viết thuê luận văn là một nghề ăn nên làm ra hiện nay ở Việt Nam. Tôi thậm chí còn đang căng thẳng hơn là khi tôi thi vào đại học vào lớp 10 năm trước, cô Nguyễn nói. Viết thuê chuyên nghiệp là một công việc linh hoạt về thời gian. Cuối ngày hôm đó, cô Nguyễn sẽ phân tích một vở kịch của anh dài 2.500 từ cho một sinh viên chuyên ngành văn chương Anh tại một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Cái khó của cô là phải làm bài với 5 phiên bản khác nhau cho 5 khách hàng trong cùng một lớp. Giúp các sinh viên kém đạt được điểm cao hiện là nguồn thu nhập chính của cô Nguyễn. Cô nhận đơn đặt qua email từ nhiều đại lý khác nhau mà cô chưa từng gặp mặt. Cô Nguyễn tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2013, 6 năm sau, khi mang thai đứa con thứ hai và cần thêm thu nhập, cô nhớ tới một người bạn cùng lớp đại học đã quảng cáo cho nghề gia sư dạy viết. Mặc dù không tiết lộ thu nhập từ nghề viết thuê, Nguyễn khẳng định việc gian lận theo hợp đồng thì ít căng thẳng hơn và được trả lương cao hơn so với công việc hành chính từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mà cô làm trước đây.
trên các trang mạng chuyên nghiệp và các nhóm Facebook, các đại lý tìm kiếm những kẻ gian lận theo hợp đồng dưới chiêu bài hỗ trợ làm bài với lời hứa là về làm việc hoàn toàn từ xa, tiền lương, tiền thưởng cao và có cơ hội trau dồi kỹ năng tiếng Anh. Phần lớn khách hàng là những người ghi danh theo học chương trình tiên tiến, được gọi là nâng cao ở Việt Nam với mức học phí cao hơn nhiều so với các trường đại học của nhà nước, học theo giáo trình nước ngoài, có giáo viên nước ngoài và chủ yếu dạy bằng tiếng Anh. Các khách hàng bao gồm sinh viên Việt Nam tại các trường đại học Úc và học sinh Việt Nam tại các trường trung học Bắc Mỹ, du học Mỹ trước hết. Trường hợp của Hưng đã khởi nghiệp về nghề viết thuê trong thời gian du học ở Mỹ và sau đó về Việt Nam thành lập công ty viết thuê của riêng mình trên nền tảng Facebook cách đây 10 năm. Trung bình mỗi tháng anh nhận được 100 đơn hàng, anh nói. Đây là hình ảnh vụ bằng giả Đại học Đông Đô với 55 người đã sử dụng bằng giả để làm tiến sĩ mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về những trường hợp gian dối cấp bằng ở Việt Nam và con số này không hề nhỏ. Theo anh, hầu hết các đơn hàng đặt hàng đều đến từ những khách hàng quen thuộc, một số yêu cầu làm bài tập cho cả học kỳ cho một hoặc nhiều môn học. Sau lần đặt hàng đầu tiên, các khách hàng đó thường quay lại nhiều lần cho đến khi họ tốt nghiệp, Hưng nói. Anh đang tự mình phải làm luận án cao học quản trị kinh doanh cho một sinh viên Việt Nam tại Đài Loan đặt hàng. Anh làm mọi việc từ xa, đề xuất nghiên cứu đến bảng văn cuối cùng. Đây là việc công việc cuối cùng của anh cho một khách hàng đã thuê dịch vụ của anh suốt 4 năm qua. Hưng cho biết khách hàng thậm chí còn giao tài khoản email cho anh để anh có thể trao đổi trực tiếp với người hướng dẫn của cậu ta. Tôi sắp đưa bảng tiếng Anh trang web của mình lên trang Facebook. Hưng nói thêm và cho biết cơ sở khách hàng của anh đã được mở rộng qua phương thức chuyển miệng. Anh cũng đã nhận được 4 đơn đặt hàng từ các sinh viên của Trung Quốc. Với vai trò đại lý, Hưng đặt giá tùy thuộc vào mức độ quen thuộc của khách hàng, quốc tịch của họ, mức độ khẩn cấp và khó khăn của công việc. Và tùy vào việc có sẵn hay không, những người viết thuê có năng lực để hoàn thành công việc một cách tỉ mỉ và đúng hạn. Một bài tập về chính trị quốc tế chắc chắn tốn nhiều tiền hơn một bài luận về tiếp thị, Hưng nói. Đơn đặt hàng được coi là chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng nhận được điểm số. Và các đại lý không bao giờ đứng về phía người viết. Họ sợ bị giáp mặt khách hàng trên mạng trực tuyến và mất lượng khách hàng của mình, cô Nguyễn đã nói. Đây là hình ảnh du học sinh Việt Nam. Việc sinh viên nước ngoài dựa vào người viết thuê được cho lan tràn ở các trường đại học tại Úc. Người quản lý quan hệ truyền thông đại học ở Melbourne cho biết tất cả sinh viên mới nhập học bao gồm cả sinh viên quốc tế đều phải hoàn thành khóa đào tạo về tính liêm chính trong học tập và thường xuyên được nhắc nhở về những rủi ro liên quan đến gian lận dưới mọi hình thức. Bài làm thuê theo hợp đồng có thể được xác định bằng cách đánh giá sự khác biệt về phong cách hoặc năng lực của sinh viên hoặc bằng cách phát hiện cách làm bài luận văn được sử dụng. Cô Catherine đã nói như vậy. Còn cô Nguyễn thì thừa nhận đã được hưởng lợi về mặt trí tuệ từ công việc viết thuê có lợi nhuận cao và rủi ro thấp của mình. Cô nói, công việc đó cho tôi nhiều cái nhìn sâu sắc vào các hệ thống giáo dục khác biệt rất nhiều so với Việt Nam. Cô tuyên bố cô không có bất kỳ sự e ngại nào về mặt đạo đức đối với những công việc viết thuê bài làm cho sinh viên. Cô cũng nói cô sẽ tiếp tục làm việc đó cho đến khi tìm được một công việc mới hoặc toàn thời gian trả lương cao hơn. Suy cho cùng, điều đó không có gì mới. Đã thấy gian lận trong học tập ngay từ khi cô mới bước chân vào trường đại học. Các trường trung học và đại học của Việt Nam tràn ngập nạn đạo văn dưới mọi hình thức. Câu nói học thật bằng giả, chỉ những người vượt qua gánh nặng điểm kém bằng cách xuất trình bằng cấp giả mạo khi đi xin việc, trong khi học giả bằng thật ám chỉ văn bằng thật nhưng có được bằng cách ghi danh theo học, nhưng thường xuyên trả tiền để các tay viết thuê làm bài tập, viết luận văn thay cho mình. Đạo văn cũng đang đầy rẫy trong giới quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo chí của nhà nước Việt Nam cũng thường đưa tin về tình trạng các quan chức cấp cao của Đảng và nhà nước Việt Nam học giả đạo văn và bị phanh phui. Vào năm 2018, hàng trăm sinh viên đã tố cáo ông Viện trưởng Viện Ngôn ngữ Đại học Nguyễn Đức Tồn đạo văn. Đây là hình ảnh học Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Nguyễn Đức Tồn và cuốn sách bị tố cáo là đạo văn. Họ nói ông đã xuất bản một cuốn sách bao gồm các bài làm của sinh viên như là tác phẩm riêng của ông và còn buộc tội chính những sinh viên đó
khi họ trích dẫn sách ấy mà không ghi công xứng danh cho ông. Dù vậy, Tồn vẫn được phong hàm giáo sư thực thụ, không phải vì tài năng nghiên cứu mà vì nhân đạo và lòng vị tha. Mặc dù các đồng sự của ông đã gửi một lá thư ngỏ lên Thủ tướng Chính phủ yêu cầu một cuộc điều tra đầy đủ, nhưng Tồn chỉ bị phạt chấm dứt hợp đồng với viện mà thôi. Cũng trong năm 2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ đã bị tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng của Đại học Pháp tố cáo là đạo văn và trích dẫn giả mạo. Tiến sĩ Dũng đã gửi một bản báo cáo dài 10 trang lên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước của Việt Nam. Báo cáo cũng lan truyền trên mạng, dẫn đến lời kêu gọi ông Bộ trưởng Nhạ phải từ chức. Tới cuối năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk là Bùi Văn Cường đã bị một giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng tố cáo là đạo văn trong luận án tiến sĩ của ông ta. Sau đó, thay vì chuyển vấn đề đến một nhóm chuyên gia độc lập xem xét, một bộ phận của Trung ương Đảng đã bác bỏ lời cáo buộc là hoàn toàn vô căn cứ. Bùi Văn Cường sau đó được thăng chức, trong khi đó người tố cáo ông Cường được cho là đã gửi khoảng 200 lá đơn thư tố cáo ông đến các cơ quan, thông tấn và báo chí. Nhưng kết quả là vừa qua anh ta đã bị bắt vì tội phỉ báng. Nói chung, công chúng Việt Nam nghe những chuyện này mà chỉ nhún vai. Trong lĩnh vực giáo dục cũng như các lĩnh vực khác, những vụ lùm xùm như vậy là những chuyện thường ngày quá quen thuộc. Điều đó cũng dẫn đến tệ nạn đạo đức và xã hội ở Việt Nam ngày càng xuống cấp, nhất là trong hàng ngũ của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính mời các bạn xem bản tin dư luận Việt Nam tranh cãi về tin giáo sư Ngô Bảo Châu thỉnh giảng ở Trung Quốc. Trong một vài ngày tính đến nay đã có và đang nổ ra những tranh cãi trong dư luận của Việt Nam về thông tin giáo sư toán Ngô Bảo Châu thỉnh giảng cho một học viện ở bên Trung Quốc. Theo quan sát của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, tranh luận khởi phát sau khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội nói rằng giáo sư Ngô Bảo Châu, người Việt đầu tiên giành huy chương Fleet, vốn được coi là giải Nobel dành cho toán học, đầu quân cho Viện Toán học thuộc Học viện Cáp Nhĩ Tân ở Trung Quốc. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đã tìm hiểu và được biết Học viện Cáp Nhĩ Tân đăng bài cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc từ hồi tháng 10 năm 2019 cho hay giáo sư Ngô Bảo Châu được bổ nhiệm làm giáo sư thuộc trường đại học của chúng tôi. Đây là hình ảnh Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân mời giáo sư Ngô Bảo Châu làm giáo sư thỉnh giảng. Bản tin của trường cho biết ông Châu được bổ nhiệm làm giảng viên thuộc trường đại học của chúng tôi vào ngày 25 tháng 8 năm 2019 và hiệu trưởng của trường là Show You đã trao thư bổ nhiệm cho ông Châu. Trong bản tin tiếng Anh, tên của giáo sư Ngô Bảo Châu được phiên âm dịch thành tên tiếng Trung Quốc là Vũ Bảo Châu. Trong bản tin bằng tiếng Trung, tên Việt của ông Châu được giữ nguyên để trong ngoặc đơn. Trên mạng xã hội, nhiều người và một số Facebook như Thành Đồng Tổ Quốc hay 1986 chỉ trích giáo sư Châu về việc ông giảng dạy tại một trường của Trung Quốc. Chủ yếu với lập luận rằng cách đây gần 10 năm, ông Châu từng nói không màng đến lương cao ở Trung Quốc nếu như làm việc ở đó bị xem là quay lưng với đất nước. Trên thực tế, theo tìm hiểu của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, lập luận đó chứa đựng thông tin mang tính giai thoại. Dựa trên những bài viết đăng trên các trang web của Lao động và Số Hoa hồi tháng 2 năm 2013. Theo những bài viết này, hiện vẫn còn tồn tại trên Internet, dân làm toán trong nước truyền miệng nhau rằng giáo sư Châu được trao giải Fleet vào tháng 8 năm 2010. Trung Quốc có mời ông sang làm việc với mức lương có thể lên tới 800.000 đô la mỗi năm. Nữ phó giáo sư Trần Lưu Vân Hiền, mẹ của giáo sư Châu, được trích lời nói rằng bà có nghe chuyện một số người hỏi ông Châu sao không sang Trung Quốc làm giáo sư với thu nhập lên đến hàng triệu đô la. Và ông Châu được cho là đã trả lời rằng trở thành triệu phú thích thú nỗi gì nếu để bạn bè, đồng nghiệp có cảm giác là mình quay lưng với đất nước. Đáp lại những lời chỉ trích, giáo sư Ngô Bảo Châu giải thích với Vietnamnet vào hôm 24 tháng 1 rằng cách đây mấy năm, tôi có đi Cáp Nhĩ Tân một vài lần để thỉnh giảng và tham gia hội đồng đánh giá hoạt động của viện nghiên cứu bên đó. Trong một chuyến đi như thế, hiệu trưởng trường Cáp Nhĩ Tân đã có buổi tiếp chính thức, tặng kỷ niệm chương và thông báo rằng trường luôn tiếp đón tôi bất kỳ lúc nào ở tư cách giáo sư thỉnh giảng. Đây là hình ảnh giáo sư Ngô Bảo Châu giảng bài ở viện nghiên cứu cao cấp về toán.
trong đợt về nước vào tháng 7 năm 2021. Giáo sư Châu nói thêm rằng ông đi thỉnh giảng hợp tác nhiều nơi nên ông không thấy việc đi thăm Cáp Nhĩ Tân có gì đặc biệt hơn. Thường khi đi thỉnh giảng ở đâu tôi sẽ quay lại một vài lần để công việc đi đến một kết quả gì đó, chứ không thuần túy chỉ đi cho biết. Vì thế tôi chấp nhận lời mời của ông hiệu trưởng với ý định sẽ còn quay lại đó 2-3 lần, hợp tác nghiên cứu với một nhà toán học ở đó. Vẫn lời giáo sư Châu nói với đáo Vietnamnet như vậy. Nhưng giáo sư cho hay rằng do đại dịch Covid-19 nên ông chưa quay lại học viện của Trung Quốc và cũng không chắc chắn có đi thăm Cáp Nhĩ Tân trong tương lai gần nữa hay không. Ông Châu đã nhấn mạnh với Vietnamnet rằng ông không có biên chế ở trường đại học nào ở Trung Quốc và nói thêm. Nói chung, tôi không có ý định đi làm việc lâu dài ở bất kỳ chỗ nào ở Trung Quốc mà chỉ đi thỉnh giảng, hợp tác khoa học. Vẫn vị giáo sư khẳng định rằng hiện nay ông làm việc toàn thời gian và lâu dài trên cương vị giáo sư ở Đại học Chicago ở Mỹ. Bên cạnh đó, ông cũng nắm trách nhiệm làm giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán học ở Việt Nam. Trong 5 năm từ năm 2020 đến 2025, ông sẽ thỉnh giảng ở các trường tại Pháp và đi thỉnh giảng ở các nơi khác, sẽ không có định kỳ, chỉ là các chuyến đi ngắn, giáo sư Châu cho biết thêm. Đây là hình ảnh giáo sư Ngô Bảo Châu trên trang web của Viện Toán học Viện Cáp Nhĩ Tân. Đối lập với các ý kiến chỉ trích việc giáo sư Châu thỉnh giảng ở Trung Quốc, có không ít người lên tiếng ủng hộ bênh vực ông. Họ cho rằng ông Châu làm việc ở đâu cũng là cống hiến cho khoa học và nhân loại. Thậm chí có người cho rằng thay vì hàn học với ông bằng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, người Việt Nam nên cảm nhận sự tự hào về thực tế rằng cường quốc đông dân nhất trên địa cầu và có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải mời người của nước láng giềng bé nhỏ hơn nhiều tới để giảng dạy. Với giáo sư Mạc Văn Trang đã nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ về vấn đề này như sau. Tại sao lại lên án giáo sư Châu? Khoa học không có biên giới và chúng ta đang sống trong thế giới phẳng. Việc giáo sư Châu chia sẻ về toán học với trường của Trung Quốc tôi nghĩ là tốt. Nói rộng ra, Việt Nam và Trung Quốc vẫn hợp tác giao thương, buôn bán đấy thôi. Theo giáo sư Mạc Văn Tràng, chỉ có những bí mật quốc gia, bí mật quân sự hay khoa học công nghệ quan trọng mới không thể chia sẻ, chuyển giao. Nhưng việc nghiên cứu, giảng dạy toán không phải là một bí mật như vậy. Chỉ trích giáo sư Châu là hành động thiển cận, giáo sư Mạc Văn Trang đã nói như vậy với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Giáo sư Mạc Văn Trang và nhiều người cũng cho rằng, thay vì chỉ trích giáo sư Ngô Bảo Châu, người Việt nên ngẫm nghĩ đến chuyện vì sao nhà nước Việt Nam không thu hút, giữ chân được những người tài như ông Châu, dẫn đến việc họ phải làm việc lâu dài hay thỉnh giảng ở nước ngoài, thay vì làm như vậy ở Việt Nam. Giáo sư Trang cũng đưa ra một số lý giải như sau. Ở Việt Nam không có môi trường tự do, khoa học, tư tưởng và văn hóa. Ngay từ các cấp giáo dục ở cấp thấp cho trẻ nhỏ đã không có sự tự do về suy nghĩ, tìm tòi, phát biểu nên hạn chế về sáng tạo và đó là hạn chế lớn nhất. Đây là hình ảnh nhiều bài báo lý giải vì sao các quán quân đứng lên đỉnh Olympia ở Việt Nam hầu như không quay về Việt Nam nữa. Vẫn theo giáo sư Trang, nhân tài ở Việt Nam nếu lên tiếng phản biện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước sẽ bị loại ra khỏi nơi công tác. Ngoài ra sẽ bị bộ máy tuyên truyền chính thức hoặc phi chính thức hay còn gọi là giới dư luận viên chửi bới, thỏa mạng. Do đó, nhân tài không có chỗ đứng trong nước hoặc tìm cách ra nước ngoài làm việc. Một lý do nữa, theo giáo sư Trang, đó là chế độ lương bổng, đãi ngộ ở Việt Nam nhìn chung còn chưa đủ để các nhà khoa học chân chính nuôi sống được bản thân. Nói gì đến nuôi cả gia đình, vì vậy cũng khó giữ được người tài. Theo giáo sư Ngô Bảo Châu, việc trên mạng lan truyền thông tin ông có trong biên chế của Viện Toán học thuộc Viện Cáp Nhĩ Tân lấy tên Trung Quốc là Vu Bảo Chu hay chức danh giáo sư chủ nhiệm của Viện Toán ở Trung Quốc là hoàn toàn không chính xác. Liên quan đến việc đổi tên thành Vu Bảo Chu, khi làm việc ở Trung Quốc, giáo sư Châu nói thẳng, đây là tin vịt hài hước. Theo nhà toán học, chắc trường HIT đưa tin về buổi gặp ông hiệu trưởng bằng tiếng Trung Quốc. Người Trung Quốc thường thì họ sẽ phiên âm tên người Việt Nam qua chữ vuông của họ. Sau đó, chắc chắn Google sẽ dịch lại thành như thế, quay lại thì thành tin vịt trên mạng ở Việt Nam, giáo sư Ngô Bảo Châu nói. Đây là hình ảnh
Bên phải là ngôi trường cho học sinh miền núi được giáo sư Ngô Bảo Châu giúp xây dựng. Đối với việc sử dụng mạng xã hội, giáo sư Ngô Bảo Châu cũng cho biết ông chưa quay trở lại Facebook hay các trang mạng xã hội khác. Và trước đó, ông đã có thông báo tạm ngừng sử dụng Facebook do không thấy có vui mà chỉ thấy nhức đầu. Theo giới thiệu trên trang web của trường Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân hay Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân HIT, là ngôi trường được thành lập vào năm 1920. Sau gần 100 năm, trường HIT đã phát triển thành Học viện Đại học Nghiên cứu nổi tiếng của Trung Quốc, chuyên cấp bằng cấp về lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, quản lý, nghệ thuật, kinh tế và luật pháp. Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân thuộc nhóm các trường đại học đầu tiên nằm trong dự án 211 và dự án 985 của Trung Quốc. Cụ thể hơn, vào năm 1954, trường được xếp vào 6 trường đại học trọng điểm đầu tiên của nước này và được coi là cái nôi đào tạo cho các kỹ sư của Trung Quốc. Vào năm 1996, trường nằm trong dự án 211 và được một trong 9 trường đại học đầu tiên trong dự án 985 vào năm 1999 của đất nước tỷ dân này. Ngoài ra, trường cũng luôn tập trung vào các điều mục chiến lược ưu tiên quốc gia và các lĩnh vực mới trong nghiên cứu. Hiện tại, trường HIT đã phát triển thành học viện hàng đầu về kỹ thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không vũ trụ của Trung Quốc. Từ năm 1917, trường HIT thuộc nhóm các trường hạng A của Trung Quốc. Cùng với đó, Viện Toán học, Học viện Cáp Nhĩ Tân thuộc hệ thống Viện Khoa học Hàn Lâm Trung Quốc.